Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Từ sáng sớm 12 tháng 9, Sở Chỉ huy Tiền phương Lào Cai tiếp tục huy động hàng trăm người tìm kiếm những người mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng, khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, trong đó có sử dụng chó nghiệp vụ và flycam. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp chỉ đạo phương án tìm kiếm. Ông Trường cho biết, công tác cứu hộ phải khẩn trương, tuy nhiên cần đảm bảo an toàn vì hiện trường nơi xảy ra lũ quét vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Theo ghi nhận, trong sáng nay tại khu vực thôn Làng Nổ, trời đã hừng nắng, tuy nhiên vẫn còn mưa nhỏ rải rác. Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân của những người mất tích đã tìm tới sở chỉ huy đặt tại nhà văn hóa của thôn Lạc nổ để mong ngóng, chờ tin từ lực lượng cứu hộ. Trước đó, sau hơn một ngày tìm kiếm, dù gặp nhiều khó khăn do so trời mưa liên tục, nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn đã được tích cực triển khai với sự tham gia của 300 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2, 200 cán bộ công an, chính quyền địa phương. Ngay khi nhận được thông tin vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, cùng với các lực lượng khác, Bộ đội biên phòng Lào Cai và đội chó nghiệp vụ trường trung cấp 24 biên phòng đã cơ động đến hiện trường vụ sạt lở, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Đại tá Kiều Phi Hùng, phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Lào Cai cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Bộ đội biên phòng Lào Cai đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với 8 cán bộ và năm chó nghiệp vụ trường trung cấp 24 biên phòng để triển khai công phối hợp tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tham gia tìm kiếm cứu nạn, cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp nhiệm vụ cứu nạn đã được quán triệt rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt cứu nạn này, trong đó yêu cầu công tác đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu, tìm kiếm theo phương pháp tập trung ở từng khu vực, không tìm kiếm giải sắc đảm bảo mặc các thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị, phương tiện kỹ thuật. Thượng tá Hoàng Ngọc Sáng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết, ngay sau khi tiếp cận hiện trường vụ sạt lở, đoàn đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Lào Cai tổ chức khảo sát hiện trường, đưa ra các phương án cứu nạn kịp thời.